anh chị em quay trở lại với kênh Bằng Đoàn TV. Rất nhiều anh em có nhắn tin hỏi Đoàn giúp là chuẩn nước giúp cho anh em làm sao để anh em phối giống cho ngày cho nó được đúng. Thì hôm nay Đoàn TV sẽ lên chia sẻ với anh em cái kinh nghiệm của bản thân mình trong quá trình nuôi dưỡng cũng như là quá trình sinh sản. Thì cái việc mà mình bắt nước chuẩn nước như thế nào để mang con chó của mình đi lấy giống làm sao để cho nó đạt hiệu quả cao nhất, cũng chia sẻ với anh em luôn. Đây là kinh nghiệm của bản thân Bằng Đoàn trong quá trình nuôi dưỡng. Cũng còn một số anh em khác người ta cũng có những cái kinh nghiệm mà khi người ta chăn nuôi, anh em cũng có những cái những cái kinh nghiệm riêng cho bản thân. Đây là kinh nghiệm của bản thân mình rút ra trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng và sinh sản. Một số anh em khác cũng có những cái kinh nghiệm, có những cái kinh nghiệm rất là tốt, có những cái chia sẻ rất là tốt trong vấn đề này. Thì mỗi người có một cái cách kiểm tra khác nhau, nhưng riêng đối với bản thân mình, đây là cách mà bản thân mình áp dụng. Thì việc cái đầu tiên ấy, làm sao chúng ta xác định được là con chó, đầu tiên là xác định được con chó lên giống chuẩn. Bởi vì là cũng có một số con là khi nó ra máu được 2-3 ngày là nó lại mất. Xong có con là nhanh thì 2 tuần, 1 tuần, 2 tuần, thậm chí 1 tháng sau nó lại xa lơ lại. Và có những con thậm chí mấy tháng sau nó xa lơ lại luôn. Thì đây là như bọn mình quen, như bọn mình quen gọi đây là hiện tượng là báo kinh. Thế còn thì chuẩn mà để xác định được đúng là nó lên giống một cách thực sự, thì cái việc đầu tiên là chúng ta kiểm tra để mình xác định được đúng việc là nó đã lên giống thực sự. Thì cái biểu hiện đầu tiên là khi ta nhìn vào và ta thấy là hoa nó phải sưng to lên, hoa sưng to này. Đấy, màu thì ửng hồng đấy, nó sưng to lên, nó đường đỏ đỏ lên. Lắng vào cái vốn hoa thì chúng ta sẽ thấy cứng như chúng ta cầm khoai lang thế nào, lắng nó đúng cứng đúng như vậy. Máu thì những ngày đầu thì có thể ra ít, và ngày thứ 7, ngày thứ 8 thì thường nó sẽ ra rất là nhiều. Cũng có một số con thì nó ra màu nó sẫm màu, nhưng đa phần thì nó ra được màu đỏ hồng. Một số con thì màu sẫm màu, anh em cũng hay gọi là máu đỉa, tức là máu nó đen ấy, thì gọi là máu đỉa. Thì máu nó thực ra thì cũng không đáng ngại lắm, nhưng mà anh em kiểm tra ấy, bởi vì nếu như nó ra máu màu sẫm không thì không sao, nhưng nếu nó có mùi, tức là mùi không khắm á, thì nó có vấn đề, hoa của nó có vấn đề, chúng ta phải kiểm tra trước khi cho phối. Vì một số con là mắc cái bệnh sùi màu gà bên trong ấy, là dễ lây nhiễm sang cho chó đực. Cũng có một số con thì nó cho sờ kiểm tra, nhưng mà một số con thì nó sẽ không cho sờ. Thì vấn đề ở đây là anh em chúng ta chó của mình thì nuôi thì mình phải cố gắng phải sờ để kiểm tra được thì mới xác định được chuẩn ngay. Những ngày mà bắt đầu hoa sưng và ra máu như thế này thì tất cả các đầu vú của vú nó đều lẩy to lên, nó chỉ tầm khoảng bằng hạt lạc. Một số con có thể to hơn và một số con lớn đầu thì có thể nhỏ hơn, nhưng tất cả các đầu vú đều mẩy lên và sưng tròn mọc, đầu vú tròn lên. Tính cách thì lúc này là các cô làng rất là xí sớm, tức là thích nô đùa, nô nghịch, đặc biệt là để nô nghịch với chó đực, là thích chơi đùa lắm. Thế nên là những cái biểu hiện, những cái ngày như thế này là chúng ta nhìn nó cũng nhận biết được ngay. Thế thì khi mà cún mà đã chính thức xa lơ rồi thì làm sao để chúng ta chuẩn được cái ngày để chúng ta đi lấy giống làm sao để cho nó đạt được hiệu quả cao nhất, thì đây mới là vấn đề. Bởi vì thực ra một số anh em mà nuôi nhà có chó đực thì không nói làm gì rồi, nhưng một số anh em chúng ta mà mang cái xa chẳng hạn, thậm chí kể cả của nhà luôn, nhưng không phối làm sao cho nó hiệu quả. Thì mình xin chia sẻ là cái mình thường làm những bước như sau, và mình cũng trao đổi với anh em như này. Mình thì không căn cứ là bao nhiêu ngày, một số anh em thì căn cứ khoảng 13 đến 15 ngày. Nhưng anh em phải nhớ một điều là khi các anh em nhìn thấy nó rớt máu xuống dưới sàn, dưới nền chuồng này, thì là thường thường nó phải có vài ngày rồi nó mới rơi máu ra. Chứ còn những ngày đầu ấy thì là nó liếm đi thì chúng ta không biết được. Thì cũng chính vì thế nên là mình không căn cứ nó là bao nhiêu ngày, mình chỉ căn cứ vào biểu hiện kiểm tra thực tế. Và vì là ở đây là mình quay video làm mốt lên YouTube, thì trên YouTube nó có những cái quy định về cái cộng đồng, thế nên là mình không thể lấy hình ảnh thể của những ngoại được. Thế một số cái hình ảnh là mình phải mượn cái chai nhựa này để mình mô tả cho anh em, thì anh em phải thông cảm là mình sẽ không có được hình ảnh thực tế, mà mình phải mượn cái chai nhựa để mô tả. Mình sẽ căn cứ vào một số vấn đề như thế này. Đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cái hoa. Bao giờ mình nhìn vào hoa ấy, thì mình thấy miệng hoa bắt đầu nó khép lại,
Tức là bạn phải nhớ lúc đầu là nó sưng to lên này. Đây mình lấy cái chai này làm cái ví dụ. Khi ta nhìn lúc đầu ấy thì cái hoa nó sưng lên. Hưng nó sưng lên và khi bao giờ nhìn thì sưng lên thì bao giờ chúng ta thấy là cái hoa nó ửng đỏ và thậm chí là miệng hoa nó lở, nó mở, nó giống như kiểu là môi cười tủm ấy. Đó. Khi mà nó đến cái ngày chính dục ấy thì bao giờ thứ nhất là gì, cái hoa này lúc đó nó chuyển màu sang là màu hơi thâm thâm rồi, miệng hoa bắt đầu khép kín lại và khi đó ta lắn vào cổ hoa ấy, nhiều bạn hỏi bảo không biết là kiểm tra ở đâu, ví dụ cái hoa nó thổi lồi ra ngoài như thế này, có một số con hoa nó chìm thì mình phải ấn đuôi tay vào trong, nhưng mà cái hoa nó lồi như thế này thì mình đưa cái tay vào này, đây các bạn nhớ này, đưa lắn vào cái cổ hoa là lắn vào vị trí này, tức là cái cổ hoa này. Đó, cái cổ hoa như nào, cổ hoa còn lắn ra ngoài này là lắn vào hoa rồi, và lắn vào đây là cổ hoa này. Đó, lắn vào đây cổ hoa, lúc này ta bóp vào là ta thấy nó mềm như kiểu ta bóp vào cái bánh mì ấy. Gọi là như bọn mình gọi là như hồng xiêm chín. Đó, tức là lúc này bóp nó mềm, nó có thể bóp như cái bút ấy, bóp dính nó xẹp vào như này, không bỏ tay ra cái nó lại lở ra, bóp xẹp vào nó mềm xùi. Vì sao nó lại phải mềm? Ở bên các bạn phải nhớ rằng là khi con chó được nó lấy giống ấy thì bao giờ nó đóng găng đúng không, nó đóng găng nó sắt thì cái hoa này nó phải mềm ra thì nó mới ôm được găng. Chứ còn nếu như hoa này nó không mềm ra, các bạn đóng vào sắt găng nó lại tuột, hoặc là có thể đóng găng ngoài đó. Thế nên là đấy là cái việc đầu tiên là hoa mềm khép miệng và nếu như chúng ta nhìn vào cái khi mà chúng ta nắn được cái cổ hoa này thì chúng ta nháy thì cũng thấy có một số con ấy cái tính được cái tính giới tính cái sinh lý nó tốt ấy, là nó co thắt nó rúm cái hoa vào, ta cảm giác như là nó nhún vào thế này và cái ở cái miệng hoa nó xuất hiện một số các cái dịch màu trắng. Cũng phải nói với các bạn là như này nhé, là có con nó khi một cái ngày chính dục ấy có con nó gần như không còn tí kinh nào, nhưng có những con ấy thì nó vẫn còn máu. Nhưng mà thứ nhất là các bạn phải thấy đa phần những ngày này máu nó sẽ không nhiều. Đó, nó sẽ ít thôi, nhưng nó có dịch thì dịch đấy nó như thế nào, dịch đấy thì các bạn hình dung là cái giọt dầu đấy, cái giọt nguyên dầu nguyên ấy, các bạn mà giỏ nó rớt thế nào thì cái dịch nó ra đúng như thế thì nó màu trắng tinh. Đó, thì cái ngày đó hoa mềm này, đó, có sự co thắt này và có cái dịch đó thì đảm bảo với các bạn là chuẩn 100%. Đó, đấy là vấn đề là đầu tiên là về vấn đề là kiểm tra cái hoa ấy. Và một cái nữa này, như một số người thì không dám làm nhưng anh em mình là thường làm, nếu anh em quan sát để ý này, nếu như ngày đầu ấy anh em làm kiểm tra ngay từ ngày đầu ấy thì khi anh em đưa một ngón tay thẳng vào trong hoa thì các bạn giỏi lắm là các bạn đưa được vào khoảng 2 đốt ngón tay. Nhưng mà nếu như cái ngày mà đúng cái ngày mà trứng nó rụng, hoa nó mềm nó mở ra, các bạn hút ngập ngón tay luôn, các bạn có thể cho ngập ngón tay vào luôn. Bởi vì tại sao là cái ngày đó cái hoa nó phải mềm ra, để bởi vì là cái bộ phận sinh dục của con chó đực nó sẽ vào được sâu thì nó mới khi lở găng nó mới ôm vào được như này, chứ còn nếu như nó không vào được sâu thì nó sẽ không ôm được cái quả găng. Thế nên là cái ngày đó là cái ngày hoa nó cực kỳ mềm và ngón tay hút ngập ngón tay luôn. Còn nếu ngày bình thường các bạn thì hút giỏi lắm được 2 đốt là không thể vào được nữa. Thì đấy là cái kiểm tra bên sinh dục hoa. Và khi ta rút ngón tay vào ấy thì các bạn sẽ thấy là có cái sự co thắt ở ngón tay này, tức là bạn đang như kiểu cái vòng phun nó cứ thít trên ngón tay của mình. Đó, nó cứ co thắt như này, nó như có cái phun thít ở cổ ngón tay ra này. Đó, thì những ngày như thế là đảm bảo các bạn luôn là những ngày như thế thì tỷ lệ đậu cực kỳ là cao. Đó, ngoài ra nữa thì các bạn phải tra thêm nữa, đó là gì, thường những ngày trứng rụng thì thân nhiệt của chó đều tăng. Nếu ta đặt tay ở dưới bụng chó này, ta đưa tay ở dưới bụng chó, ta cảm giác như con chó nó hơi hấp sốt. Đó, tức là thân nhiệt nó sẽ tăng hơn ngày bình thường. Đó, thì đấy là cái biểu hiện như thế. Cái nữa là gì, là nếu như cái đây là cái sống lưng nhá, nếu như ngày như thế thì đa phần là khi ta vuốt lưng này là con chó nó đều đứng lì lại, và nhất là có con ở đuôi này là nó đứng lì lít ra luôn. Nhưng cũng có một số con nó không ít, mình ít tiếp xúc ấy, hoặc là một số con nó có cái buồn ấy thì nó không có cái động tác này. Thậm chí có những con mà đến ngày cuối rồi vẫn quay lại cắn cho được. Nhưng mà nếu như anh em mình ấy, mà nếu những ngày như thế này rồi ấy, thì cho dù kể cả con chó đực
Và con chó cái đấy, nó có phản ứng với con chó đực thì anh em mình vẫn giữ cho khuôn giống bình thường. Và khẳng định luôn các bạn là tỷ lệ đậu cực kỳ cao luôn, bởi vì là cái này là anh em bọn mình rút kinh nghiệm là từ những ngày xưa khi nhân giống với chó cái dê đi phôi giống rất là xa, nhưng mình đã nói chuyện đó, nó mất nhiều thời gian, mất nhiều 6 tháng nhưng một lần phôi giống, tiền đi phôi giống không phải là ít. Phôi giống vét dê ngày xưa toàn trên dưới 10 triệu, nếu mà phôi xịt một phát thì 6 tháng sau phôi lại, thì thưa các bạn là tiền nó là một chuyện rồi, nhưng mà phôi lại rất mất thời gian. Cái thứ hai nữa là một lứa vét dê ngày xưa nó hàng tiền trăm triệu, trên 100-200 triệu một lứa vét dê thôi, nên dẫn đến cái việc là bắt nước này phải thật chuẩn, bởi vì nếu bắt sai thì nó sẽ lên là đây là những cái kinh nghiệm mà từ ngày anh em nuôi vét dê áp dụng sang với bất kỳ giống chó nào, nó biểu hiện nó đều là như nhau như vậy. Thì đấy là những cái mà qua cái việc nuôi sinh sản này, thì đây là cái kinh nghiệm của bản thân mình rút ra từ trong quá trình nuôi và chăm sóc. Thế còn anh em nào thì có những cái kiểm tra nào hay hơn, tốt hơn thì hướng dẫn lại cho anh em thêm cho anh em. Ngoài ra nữa thì cũng phải chia sẻ với anh em như này nhé, là có một số con là nó chỉ có 7 đến 8 ngày à, ở đây mình phải nói luôn như này, với mình thì không căn cứ là bao nhiêu ngày nhé, mình chỉ căn cứ trên biểu hiện. Mà biểu hiện này thì có con chỉ có 7 8 ngày thôi là đã phối được, nhưng có con nhá kéo dài cả tháng luôn, từ mùng 1 xa lơ từ mùng 1 tháng này mà đến mùng 1 tháng sau mới phối được. Thế nên là với bọn mình bắt nước ấy thì không cần biết là nó đã có được bao nhiêu ngày, không cần biết là hôm nay nó là được bao nhiêu ngày, mà chỉ cần căn cứ vào các biểu hiện đó, căn cứ vào các cái biểu hiện mà mình vừa mới nêu ở trên thì mình cứ đem đi phối thôi. Và khi các bạn kiểm tra mà có những biểu hiện như mình vừa nói ấy, đây là thêm cái này các con lại quên này, anh em nhớ này, ví dụ như khi hoa mềm, dịch ra nhiều đúng không, thân nhiệt tăng, thì nếu mình kiểm tra sáng nay thì chiều nay hãy cho phối, còn nếu kiểm tra chiều nay thì sáng mai hãy cho phối. Thì khẳng định với các bạn luôn là mình đi phôi giống đa phần chỉ có phối một nước đó, bởi vì sao, là đi xa không thể đợi ở đấy lâu được, thì mấy ngày mà ở lại đấy thì làm sao mà ở được. Thế nên là đây là cái mà chia sẻ với anh em, cũng phải chia sẻ với anh em là cũng chính vì thế thì có một số con này, đặc biệt là có một số con này ít ra ngoài, ít tiếp xúc với chó lẻ, thì có thể thậm chí có những con nó không cho nước vào. Thế các bạn bảo khi nó chưa đúng ngày thì các bạn bỏ nó quá nước đi, thì cái tỷ lệ đậu một nó sẽ ít, hai là thậm chí nó sẽ bị xịt. Thế thì nếu như đã chuẩn ngày cuối giống rồi thì các bạn lên là để hỗ trợ bằng cách là cái động tác là các bạn ốp vào hai bên má con chó cái này, ốp móc vào cái vòng cổ con chó cái này, ốp hai bên má giữ và để cho con chó đực nó nhảy thì nó nhanh hơn, đỡ mất sức chống đực, và cái tỷ lệ nó đúng ngày, nó chuẩn, thì nó giúp cho các bạn là có được nhân giống nó chuẩn chỉ về vấn đề sinh sản, nó đỡ thiệt thòi hơn cho chúng ta trong chăm nuôi. Còn một số con thì nó cho phối thì không nói gì, nhưng đấy là một số con nó thật với các bạn là nhiều con nó quay lại nó cắn thì chúng ta nó mà khó quá chúng ta phải đeo vào mõm vào. Nhiều người bảo là xong để nó tự nhiên, xin thưa các bạn rằng là trong tự nhiên các con chó nó được tiếp xúc, nó chơi với nhau, nó được gần gũi nhau thì nó mới tự nhiên được. Chứ còn ở đây các bạn nuôi chó, nó thật nhiều bạn nuôi toàn trong nhà, các bạn nuôi trên sân thượng cơ, các bạn nuôi chó khi chẳng bao giờ nó ra khỏi nhà mình ấy. Hoặc là có những con chó mà nó còn chó có cách chủ nuôi nữa, nó có thể nó thậm chí nó còn tự kỷ, nó chẳng chơi với con chó nào, nó nhìn thấy chó lạ con nào mà nó cắn thì làm sao mà nó chơi nó để cho nó phối giống tự nhiên được. Thế nên là đôi khi chúng ta phải có những sự hỗ trợ nó, một là gì, để cho con chó nó có cái sự gần gũi làm quen với con chó đực, cái thứ hai nữa là gì, là nhanh đỡ mất thời gian, và thứ ba là đỡ chó đực mà nó xin lỗi các bạn chứ nó nhảy mãi không được, nó chán á rồi nó mệt, nó không nhảy nữa là chúng ta mới còn mệt nữa. Bởi vì sao, là mình đi phối con khác thì không đúng ý của mình, nhưng mà phối nó mà bây giờ nó cứ leo lên mãi không được, hoặc chó cái quay lại nhiều con chó cái quay lại cắn nó nhiều quá là nó chán, nó không phối nữa là các bạn sẽ mất cơ hội. Thì tốt nhất là theo như mình ấy, các bạn hỏi là có lên hay không thì mình nghĩ là lên, mình thì thường thường kể cả nó không phản ứng giữ cho nhanh, làm ví dụ đến phát cái là nếu đúng ngày rồi đến phát coi như là ngắn chân bóp cổ luôn, giữ đầu cái đấy lên đực lên ôm phát chỉnh cái hoa phục phát trong vòng tích tắc phát là xong luôn, ngồi chơi uống nước rửa tay chốc đón chó về đỡ mất thời gian đấy. Chứ còn thì các bạn cứ bảo là nó tự nhiên, cứ để nó tự nhiên là cái tốt, nhưng mà xin thưa các bạn mà gặp phải con chó cái như thế các bạn ngồi đến bao giờ, mày có ngồi được cả buổi hay không, cả buổi còn chưa biết là nó có phối được không, mà đến lúc là con cái nó chịu thì con đực nó nhọc phối rồi. Thì trên đây là những cái mà mình chia sẻ với các bạn,
Để trong quá trình mà mình nhân giống cũng như là về phối giống thì hy vọng rằng là qua cái video này thì các bạn cũng có thể là tham khảo được cái gì đó, có thể là áp dụng được một cái phần nào đó về đối với trong việc nuôi sinh sản của mình. Nếu như mà video mà hay, hữu ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình một nút like, hãy chia sẻ video cái giá trị này để cho nhiều người cùng biết đến và để cho mọi người cùng áp dụng theo cái phương án mà của mình chia sẻ với anh em. Để anh em muốn theo dõi được những cái video mới nhất, sớm nhất thì anh em hãy ấn vào nút đăng ký, ấn vào nút quả chuông để nhận được những video sớm nhất mà mình chia sẻ lên. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những cái video chia sẻ tiếp trong những phần sau. Anh em nào muốn có cái chương trình gì, muốn làm cái chương trình gì thì hãy comment ở phía dưới để mình biết được. Thì mình thấy nhiều anh em có ý kiến là sẽ chia sẻ vấn đề gì mà trong cái khả năng mình biết thì mình sẵn sàng để chia sẻ lại với anh em. Xin hẹn gặp lại anh em trong video lần sau.